Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ mở chiếc máy laptop mới mua là laptop IdeaPad Gaming 3. Một dòng laptop mà về mới. Để thông số của máy này. Chip i5 11300H. Dung lượng 512 GB. RAM 8 GB. Card đồ họa là RTX 3050 đời mới nhất, màn hình 15,6 inch Full HD và hệ điều hành đây là Windows 10 phiên bản Home. Màu nó là màu đen này, mình gọi là màu đen này. Chữ tên chính thức là màu Shadow Black. Ok. Bây giờ mở ra này. Đầu tiên đi kèm một cục sạc. Cục sạc này là sạc 170W nguồn luôn. Cục thứ hai là đồ để sau này mình đắp SSD vào xem được không. Chỉ có pin thôi. Bên trong máy còn có thêm khai 2,5 inch. Thuận lợi cho việc tăng dung lượng ổ cứng. Bàn phím full size luôn. Cặp RTX 3050 Core i5. Sticker để che camera. Bây giờ mở ra đây. Camera này hỗ trợ quay HD rồi. Full HD 720p. Lắp lại xem ở dưới xem gì.
mua thế thôi, và cả băng dán Windows 10 ấy. IdeaPad Gaming 3 tem chính nhất. Was taught a month ago to bide my time and take it slow, but then I learned just yesterday to rush and never waste the day.
tờ nữa. Tờ giới thiệu về hệ điều hành Windows này. Trong này có cả sẵn cả tiếng Việt Nam rồi. Wow. First edition. Camera này. Wow. From 7.5 million pounds to around 7,500.
nothing on earth comes close. Đây là toàn bộ video rồi. Video sau tôi chỉ cho các bạn cách để cài đặt Windows 11, nâng cấp Windows 11 đây. Hẹn lại các bạn trong video lần sau.